Thời tiết hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2023, ngày thứ bảy cuối tuần, Bà Rịa Vũng Tàu giảm nhiệt, thời tiết nắng ráo từ sáng cho đến trưa, về chiều và tối có mưa, vài nơi có mưa vừa mưa to kèm theo dông mạnh. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 17 tháng 6 và ngày mai 18 tháng 6. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc, đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ, độ ẩm 77 đến 82%. Khu vực gian biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc, đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ từ 29 đến 31 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, biển bình thường có lúc động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 18 tháng 6 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 350 cm vào lúc 2 giờ 30 phút. Và nước ròng mức thấp nhất 35 cm lúc 20 giờ. Chỉ số quan trắc về bụi khói khí thải trong ngày ở tất cả các huyện thị thành trong tỉnh đều đạt tiêu chuẩn an toàn cho mọi người hoạt động ngoài trời. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 17 tháng 6 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư Giếng Nước, thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 39, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 50. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức tốt 40.